giả, chúng ta đang sống trong những giờ phút đầu tiên của năm Quý Mão. Nhịp sống ngày mới số đặc biệt hôm nay mang thông điệp gửi niềm tin hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất trong năm mới 2023. Thưa quý vị, trong khi các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, năm Mão đại diện bởi con thỏ, thì người Việt lại chào mừng năm con mèo. Vì sao thỏ lại được thay bằng mèo trong 12 con giáp của Việt Nam? Lý giải cực kỳ thú vị, lát nữa đây sẽ bật mí cùng quý vị. Nhưng trước tiên, chúng tôi thay mặt ekip thực hiện chương trình kính chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tiếp tục giữ thêm niềm tin và sức mạnh lạc quan vượt qua mọi thử thách.